Khoảng vài năm trở lại đây, những chiếc drone, có thể tạm hiểu là loại thiết bị bay tự động được điều khiển từ xa, đang được ứng dụng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Tại Việt Nam, drone được ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực quay phim, chụp ảnh trên không. Thông qua việc tích hợp thêm chiếc camera đi kèm, nên những người sử dụng hiện nay vẫn thường gọi thiết bị này bằng tên chung là Flycam, tức là camera bay. Hàng loạt các sản phẩm video clip phi thương mại ghi hình các cảnh quay trên không được đăng tải trực tuyến đã cho thấy sự nở rộ của phong trào sử dụng Flycam thời gian qua. Với chi phí khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng là người chơi có thể dễ dàng tìm mua được một bộ Flycam. Flycam là giống như là một cái xu hướng mới của ngành chụp hình quay phim. Nó là góc dạng, đa dạng và nói chung là đưa lên thì mình sẽ có rất nhiều cái mình đi. Thu hút của Flycam là nó sẽ cho mình những cái góc quay rất là lạ vì nó ở trên cao. Nó lấy ra những cái đại cảnh rất là đẹp. Thế nhưng gần đây, phong trào sử dụng Flycam đã nhanh chóng hạ nhiệt. Người chơi Flycam chỉ còn bay lác đác ở khu đồng trống hay dùng biểu diễn khi cần thiết. Nguyên nhân là vì vào ngày 21 tháng 7 2015 vừa qua, Bộ Quốc phòng đã có công văn số 6321 trên BQPTM gửi tới các bộ ban ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động của những thiết bị bay như drone, Flycam. Có một nhận định chung rằng phần lớn người sử dụng Flycam trước nay đều đã vi phạm luật. Điều này tương đối đúng vì Flycam và drone nói chung đều là những thiết bị kỹ thuật mới. Tuy nhiên, nó vẫn nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định 36 của Chính phủ ban hành năm 2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Nhưng phần lớn người sử dụng Flycam chỉ biết đến khi có công văn nhấn mạnh khi cần tổ chức bay thì phải xin giấy phép từ Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng thì họ mới bắt đầu tìm hiểu luật. Còn trước đó thì gần như đều bay rất thoải mái và ở bất cứ đâu. Từ ngày 1 tháng 7, 2016, Nghị định 132 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa bắt đầu có hiệu lực thi hành. Một điểm mới đáng chú ý trong nghị định này là quy định xử phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành khách đi trên phương tiện chở khách sang sông mà không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân. Thế nhưng, tại các bến đò ngang trong thành phố Hồ Chí Minh, quy định về hành khách phải sử dụng áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh khi lưu thông bằng phương tiện đường thủy đã được thực hiện ra sao? Tám giờ sáng, phóng viên có mặt tại bến phà Bình Quế, nơi có chuyến phà đưa người dân qua lại trên sông Sài Gòn giữa quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức. Người dân qua phà được các nhân viên bến phà phát cho một chiếc áo phao cứu sinh nhỏ như thế này. Còn áo phao thì được cột chặt vào thành phà. Không một ai quan tâm tới việc lấy áo phao để mặc khi qua sông và phao cứu sinh được máng vào tay cầm xe máy như thế này. Vậy chiếc phao này dùng để cứu sinh người đi trên đò hay cứu xe máy? Còn ở bến phà An Phú Đông, nối liền quận Gò Vấp và quận 12, một số ít áo phao được phát. Số còn lại được ràng buộc khá cẩn thận. Xe máy đi hai người nhưng chỉ phát một chiếc áo phao. Và áo phao chỉ để treo trên xe. Thế nhưng không có ai đi phà thắc mắc về quyền lợi được dùng áo phao vật nổi cứu sinh trên đò. Do đâu mà người dân phớt lờ những quy định bắt buộc về an toàn giao thông đường thủy như thế này? Mình là người đi đò thì mình phải mặc áo phao, mình phải có trách nhiệm mình mặc áo phao hoặc là sử dụng vật nổi cứu sinh đó. Thì mình có biết cái quy định mới đó bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 rồi nó có hiệu lực không? Em có nghe. Bạn thấy cái bến đò này họ có chấp hành nghiêm túc cái việc đó không? Thì em thấy lên trên đó thì người ta cũng có đưa phát áo phao cho mình đó. Dạ em chưa nghe. Ba bên đò kia là ngay người ta cũng mặc áo phao. Không, nó có nhận. Chỉ dành cho những người nào đi xa thôi. Còn mọi người đi bộ qua là không có. Không, đi mình đi bộ nhưng mà không có. Đi bộ không có. Vậy thì đi xe máy mới có hả? Xe máy có. Câu trả lời phần nhiều đến từ một nguyên nhân, hầu như không một khách đi phà nào biết được quy định mới về việc phạt tiền đối với hành khách đi trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa mà không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang vật dụng nổi cứu sinh cá nhân.